Hello, chào các bạn. Vâng, đây là con SC1 Plus. Đó, và tôi đã gắn nó vào trong cái con quad racing 5 inch này. Đấy. Và bây giờ sẽ quay thử cho các bạn xem cái khả năng chống rung của con này khi mà gắn vào quad racing nó sẽ như thế nào. Go! Các bạn ơi, video vừa rồi là tôi đã tắt chống rung. Đó, đã óp chống rung để các bạn xem cái khả năng óp chống rung của nó thì như thế nào. Đó, vừa quay xong thì trời nắng lên. Cay thiệt.